trực tiếp Bolivia với Venezuela. Kịch tính dù không tên tuổi, Bolivia đối đầu Venezuela ở loạt đấu cuối cùng vòng bảng Copa America 2019, đội thắng sẽ có được một tấm vé vào vòng sau, thậm chí là ngôi nhì bảng A. Link trực tiếp được cập nhật ở phần mô tả video. Nhận định chung Bolivia với Venezuela. Bolivia và Venezuela sẽ bước vào cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng tại bảng A, Copa America 2019. Dù cho Venezuela và Bolivia đang xếp ở hai vị trí cuối bảng nhưng cơ hội để lọt vào vòng trong của cả hai đội bóng này đều rất sáng, với điều kiện họ phải giành 3 điểm ở trận đấu này. Dù đang đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng A nhưng Venezuela mới là đội bóng sáng cửa có được ngôi nhì bảng. Hiện tại hai đội nhất nhì là Brazil và Peru sẽ đối đầu nhau ở vòng đấu cuối. Hai đội đều đang có được 4 điểm. Trong khi đó Venezuela với 2 điểm sau 2 vòng đấu, họ sẽ hướng đến chiến thắng trước Bolivia để giành 5 điểm. Nếu điều này xảy ra, bất kể kết quả trận Brazil, Peru thế nào, Venezuela vẫn có vé đi tiếp. Về phía Bolivia, đội bóng này không có điểm nào sau 2 vòng. Tuy nhiên với thể thức lấy thêm hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, về lý thuyết Bolivia vẫn còn khả năng đi tiếp. Trước khi vòng đấu cuối diễn ra, những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất là Venezuela 2, Argentina 1 và Nhật Bản 1. Để có thể đi tiếp, Bolivia phải đánh bại đối thủ trực tiếp Venezuela và mong chờ các đối thủ Argentina, Nhật Bản thậm chí là Qatar, Ecuador không thắng. Với những điều kiện hoàn toàn có thể cố gắng, trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trận thư hùng nảy lửa dù đây không phải hai đội bóng thực sự có tên tuổi đối với người hâm mộ.